gặp nè. Nè chú cháu. Mới làm hả? Ngồi xuống quay mọi người đi. Cô nè, nên không có dám cầm gì, người ta còn vậy nè, không có làm gì nữa trơn á. Còn chú Hoàng thì bị lột da. Ngồi lên ngồi ngoài. Mọi người thế nè, mọi người anh đen mà áo vô nói chuyện trước anh đen. Nam bóng tối với Hoàng bóng đêm hội ngộ tại nhà bà ngoại. Tại vì khán giả muốn thấy Nam Đen với Hoàng Đen gặp nhau nên giờ đặt là Nam bóng tối. Cái này không có nghe đâu. Nên đặt là Nam bóng tối với Hoàng bóng đen luôn. Được đâu mà mình quay để quay cho khán giả coi.